Hey, hello hello, xin các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là NBH đây. Ở video này mình sẽ review về em Betcam mới nhất tại trong kho tàng Hải Bảo đi tanh. Đó chính là em BetWire. Mình đánh vần Việt sắp thành như vậy, không biết đọc đúng hay không. Wire. Thì ok, thì mình với các bạn sẽ cùng nhau thêm em nó sẽ như thế nào nhá. Đây. Em này thì tỷ lệ quay khá là hên. Mình thấy có nhiều bạn bỏ mất 60k Hải Bảo quay được hẳn 2 con. Có bạn thì 40k Hải Bảo được 1 con, có bạn 30k được 1 con. Nói chung là em bet Wire này quay tương đối dễ, nó không giống như Vũ Hỏa Thần hay là Thanh Long. Đây em Wire đây. Đó thì em Wire này thì như các bạn nhìn thấy này, chỉ số của nó ấy, chỉ có mỗi giáp là tương đối thấp thôi, còn bù lại là công, máu và tốc độ thuộc dạng khá là ổn nhá. Đó, so với các con bet là mặc bằng chung còn lại. So với Nương Tuyết này, đấy, giáp của nó thấp hơn so với Nương Tuyết này, nhưng bù lại này, tốc hơn này, máu hơn này, công hơn luôn. Ok. Còn thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào qua các thuộc tính kỹ năng của em bet này nhá. Con bảo là so sánh với Bạch Hổ thì chắc chắn máu nó không bằng Bạch Hổ rồi. Nhưng Bạch Hổ thì được máu này, nhưng mà công, tốc độ cũng như giáp lại thấp hơn em Wire này. Đó, nói chung là Wire này được mỗi giáp thấp thôi. Còn các chỉ số khác thì theo mình đánh giá là chỉ số được mức cân bằng nhá, tương đối ổn. Đầu chúng ta sẽ qua về các kỹ năng nào. Em bet này có hai kỹ năng, đó chính là chủ động và bị động. Thì kỹ năng chủ động của nó là bao gồm, đó chính là lõi thông minh. Nhầm, đây là bị động chứ, ở đây nó để ngược à? Đây là bị động, đây là bị động. Lõi thông minh. Khi công, nếu máu nhiều hơn 40% thì sẽ tăng thêm 12%. Khi bị công, nếu máu thấp hơn 60% thì sát thương của gánh chịu sẽ giảm đi 12%. Có nghĩa là khi máu của bản thân các bạn mà trên 40% thì các bạn tấn công mục tiêu sẽ tăng thêm 12% sát thương. Còn khi máu các bạn thấp hơn 60% thì các bạn bị được giảm là 12% sát thương khi kẻ địch đánh các bạn nhá. Thành ra là con bet này, cái skill bị động của nó khá là công thủ toàn vẹn đấy. Máu cao mình cũng được hưởng cái lợi là tăng sát thương, còn máu thấp là mình nhận đó chính là giảm sát thương, khá là ghê. Còn kỹ năng chủ động của nó là gì đây? Chủ động của nó là được cấm đào, hiệu ứng bị động cộng 10%, có nghĩa là từ 12% này sẽ lên thành 22% các bạn nhé. Hiệu quả giảm sát thương cộng 30% trong một lượt, nếu máu thấp hơn 40% sẽ hồi lại bằng 41%, nếu máu thấp hơn 41% sẽ hồi lại bằng 41%. Ôi, cái skill bị động này nó bá ghê nhỉ. Giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào test nhá để rõ hơn. Thì cái này thì như các bạn đọc này thì nó sẽ được hiệu quả là cấm đào này, tiếp theo là hiệu ứng bị động tăng 10% này, hiệu ứng giảm sát thương là được cộng tận 30% này, nếu máu thấp hơn sẽ được hồi, cái hồi này lại là hồi máu. Sao công thủ toàn vẹn vậy. Ok, tí mình sẽ test. Bây giờ mình các bạn test luôn này để xem nó mắc thì nó sẽ được cộng như thế nào nhá. Vừa nó, cái kia nó mà được hồi máu lên 41%, hồi nhiều vậy. Mắc của nó này là cái máu thì vẫn vậy thôi, máu là 41%. Còn mấy cái kia nó được tăng lên 18% và 38 này. Cái này là 20% này. Uầy, ghê vậy. Rồi, ok, chúng ta sẽ nhau vào trận chiến nhá. Máu thấp hơn 40% chắc là mình sẽ tự ném mình trước đi để cho rõ hơn. Chiến thôi. Đây giờ máu mình đang là 100% này. Thì mình công kẻ địch sẽ được thăng thêm 12% sát thương nha các bạn nhá. Đủ, một phát chết luôn. 12 hay là 10 nhỉ? Lại quên rồi. Không nhớ lắm. Mình sẽ lock một cái ác khác. Mình sẽ vào làm trận tùy chọn để rồi phân tích kỹ năng em bet này cho các bạn một cách rõ hơn. Chứ đi tìm trận thì đâu phải là máu lúc nào cũng thấp đâu. Mình sẽ làm một trận đấu tùy chọn để test kỹ em bet này cho em coi nhá. Đây mình sẽ dùng luôn kỹ năng này. Đó. Rồi ném một phát này, phát này mà trúng này thì đi luôn này. Bò ra đây. Bò ra đây, đúng rồi. Giữa người, dụng chuối luôn.
nó tăng khá là nhiều sát thương mà. Khi kích hoạt lên là tăng lên được 22% sát thương tổng cộng. Từ từ tắt nhạc ở cái máy tính nữa, mình lock một app trên máy tính. Đây, xem lại nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại. Mình quên mất chỉ số bị động của nó. À đây đúng rồi, 12% nhá. 12%. Vậy là khi các bạn kích hoạt sẽ được tăng lên là 22% sát thương. Ôi tăng khả năng sốc đam ghê nhờ. Không cần nạp luôn mà ngang đam nó cũng sấp xỉ rồi. Nếu mà thêm khi các bạn máu dưới 40% và khi các bạn mắc được con YE này nữa thì đam cũng sấp xỉ luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau làm một trận đấu tùy chọn. Ok. Về cái skill bị động thì anh em nhớ rồi chứ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến về test về cái skill chủ động nhá. Bật team bug à? Tưởng đánh thường mà dám đánh danh cả. Ghê. Ok, chiến thôi. Mình lock con ác kia của mình vào để test rõ hơn cho anh em. Cái bi động của nó thì anh em biết rồi đấy. Đây là ra để test qua cái chủ động thôi. Rồi. Giờ nhá, bây giờ mình sẽ test sát thương cho anh em coi nhá. Ném máu chứ, máu mình thấp xuống chứ. Để xem khả năng hồi phục, nó có hồi phục máu không. Mình sẽ tự ném bản thân cho sao cho máu dưới 40%. Trời ơi. Dưới chứ nhỉ. Thêm phát nữa. Rồi đấy, máu dưới rồi này. Đây, khi máu dưới 40% sẽ được hồi bằng dưới 41% chứ. Cứ đồng nhầm thành 40. Rồi bay qua đây đứng lên đây. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ dùng skill kỹ năng bị động nhá. Không biết ném phát nick khởi nghiệp kia của mình có bị chết không nhỉ? Sao hồi ít máu vậy? Sẽ hồi hiểu. Đọc bây giờ hiểu. Có nghĩa là nó sẽ hồi số lượng máu sao cho nó đạt lên là 41% các bạn ạ. Chứ nó không phải là hồi 41%. Mình đọc vừa nãy mình cứ tưởng là hồi 41%. Rồi hiểu. Hiểu hơn rồi. Ok. Ok. Có nghĩa là ví dụ các bạn còn 3 máu nhá, 3 máu thì nó sẽ hồi lên đầy 41% thôi. Các bạn mà 41% thì các bạn hồi không được hồi tí máu nào. Các bạn còn 10 máu các bạn sẽ hồi được lên là 41%. Hiểu hơn rồi. Mình cứ tưởng là mình bảo là quái lạ, nó hồi một phát 41% thì kinh tế. Đọc vừa nãy đọc hơi sơ qua tí. Đây, lần này mình sẽ test lại cho anh em nhé. Phát này mình sẽ test xem khả năng hồi của nó hồi kịch này. Hồi cũng phải là gần 41% luôn. Mang hai cái kinh độ đi. Khá là hay. Ví dụ kẻ địch mà dồn bạn mà không chết ấy, thì bạn có thể xài con bét này. Ví dụ kẻ địch dồn bạn mà bạn còn có vài trăm máu ấy, bạn có thể xài kỹ năng chủ động này. Vừa được tăng sát thương này, lại còn vừa được khả năng hồi phục cơ. Bá đạo vậy sao chơi. Đây. Mình 2000 máu. Mình cái ác kia mình nghĩ là mình không bắn. Bắn hôm nay bắn nó lại chết mất thì chết giờ. Đó, mình sẽ cho về 0 máu nhá, rồi mình sẽ nhận về 1 máu đi. 1 máu rồi, 1 máu là max rồi thì phải. Đây, ok. Hơn nữa này. Ném nhấc đi. Đó, đây, ví dụ đây. Các bạn ví dụ đây. Kẻ địch dồn bạn còn tí máu, bạn còn vài trăm máu chẳng hạn, đúng không? Bạn còn vài trăm máu, bây giờ bạn xài cái kỹ năng chủ động đó này. Đầu tiên là các bạn sẽ nhận được hiệu quả chống đào nhá. Thứ hai là bạn nhận được thêm giảm thương, đó nghĩa là giảm 30% sát thương trong một lượt. Thứ ba là nó tăng cái hiệu ứng của skill bị động lên, lại được tăng thêm sát thương. Các bạn nhìn này, hồi hơn 5k máu luôn. Các bạn nhìn thấy không?
Ôi rất là tởm luôn nhá. Rất là ghê. Đây là một con mét gần như kiểu công thủ khác toàn vẹn các bạn nhỉ. Trời ơi, dồn kìa. 0.56% luôn. Kích hoạt cái kỹ năng chủ động này để gia tăng cái lượng sát thương đến từ kỹ năng bị động. Em bé này một em bé khá toàn vẹn đấy các bạn ơi. Các bạn muốn công thì nó công, mà muốn thủ thì nó sẽ thủ. Gạt gạt gạt. Quá đánh đá luôn. Rồi, giờ chúng ta sẽ làm bàn làm trận hạng nha. Muốn công ra công, muốn thủ có thủ. Thì hiện nay vẫn đang trong thời gian sự kiện rút x10 em nó nhá. Thì các bạn có thể xem xét là có xúc em nó hay không. Mình sẽ chỉnh lại chút trang item tí nhỉ. Máu. Rồi xem bằng best này, xem nào. Trận pháp xem nào. Cho trận pháp con chú tương lên đây. Đấy, trời ơi. Lại lực liên. Rồi, ok, chúng ta chiến thôi. Sổ lát. Mẹ bố nào bắt wifi đây, xem sách. Quá lát luôn. Nó vừa được tăng công bị động mà còn được giảm thương các bạn, giảm tận 30% đấy. Không phải giảm ít đâu. 30%, ví dụ là kẻ địch bắn bạn 10.000 máu đi thì bạn giảm được tận 3.000 máu. Mà còn kết hợp với đỡ đòn nữa, bạn ép thêm ngọc đỡ đòn nữa, hên hên là còn vừa đỡ đòn vừa nhận giảm thương nữa, thì lượng sát thương kẻ địch gây ra cho bạn nó rất là ít thôi. Khá là hay. Em bé này mình thấy nó khá toàn vẹn về mọi mặt. Công có công, thủ có thủ, là còn khả năng hồi phục nữa chứ. Đó là lý do tại sao mình hay làm video ở giải trí. Tìm mãi không được một trận thế này. Đợi tìm được một trận xong đấu hạng bằng 3-4 trận giải trí rồi. Thì em bé này quay khá là dễ dàng nhá. Mình thấy rất là nhiều người quay rồi, thì anh em cứ tự tin lên. Anh em cứ tự tin nạp tầm lên 50k để bảo là chắc chắn sẽ có bet thôi. Là ngang với là tầm 10 triệu. Đấy, 50k. 50k để bảo là từng với tầm 10 triệu nhá. Là chắc chắn sẽ có bet thôi. Anh em cứ yên tâm. Không có bet thì anh em cứ liên hệ với mình. Nếu mà anh em quay 50k bảo không có bet, anh em liên hệ với mình. Mãi. Cái ác kia của mình bị đít ra rồi. Mình lắp ở máy tính này, nó bị đít ra luôn. Vãi nồi luôn. Rồi ok. Thì anh em cứ liên hệ với mình, thì mình sẽ động viên tinh thần anh em. Có mình có nhiều bố lại đang tưởng là cứ liên hệ với mình để mình bồi thường cho. Không có đâu. Mình sẽ động viên tinh thần. Động viên tinh thần anh em bán nhà, bán cửa, bán đất, bán ruộng đi nạp tiền vào để quay bé tiếp. Ok, đùa chút thôi. Không mấy bố lại bán thật xong quay ra chửi tôi bóc phốt NBH thì chết dở. Chịu. Mà kênh mình thì cũng vừa mới đạt 70k sắp xong. Chụp được bức ảnh tròn 70k luôn, thích thật. Tròn chính luôn nhá, 70.000. Căn mãi mới được. Sời. Đâu rồi? Anh em đi xem con cắp hết rồi à? Trận lâu vậy. Lâu quá. Quá lâu luôn. Nốt lần này không được là chúng ta sẽ chuyển qua chế độ gọi là đi bắt gà, đi bán trao hành ở đánh thưởng. Có cái gì nó nổ nhỉ? Nghe tụt tụt. Oh,
đây rồi. Mẹ, nước mắt chảy cả da rồi anh em ơi, đang kiểu ngắt ngủ. Cuối cùng tìm được trận rồi. À, gặp hai mèo à? Gắt nhỉ, đánh đá ghê, đánh đá đấy, xem nào. Tầm xa này mình dồn xem phát chết luôn không? À, tầm bao nhiêu máu? Úi dồi, lát thế không xem được chỉ số. 8k máu anh em ơi. Mình sẽ thử xem. Biết đâu đấy, bất ngờ một phát ăn tiền luôn. Nếu mà đi với chú Tước thì ăn tiền luôn đấy. Ủi, chú Tước là ăn tiền thật. Chú Tước là ăn ngay chứ. Rồi, xong luôn bạn rồi. Anh muốn anh hủy muộn đó. Giờ thì anh hủy muộn đó này thì hủy muộn này. Hấp hấp. Hấp diêm luôn. Thế nên chuẩn bị tàng hình. Bay, chuẩn bị bay tàng hình. Rồi, bay đâu? Hay là bay lên nóc nhà, đùng dương. Bay đứng ngay mình anh em ơi. Rồi, đây, nó ở dưới này. Ở phía dưới này. Rồi, đây. Đang có dấu hiệu bò. À, đang có dấu hiệu bò. Này, thêm cái nạp nữa này. Nó đâu nhỉ? Ở đây mình không để ý kỹ là nó bò đâu. Hay là bò đoạn sát mép này. Mình có hiện tượng không lành là nó sẽ nuốt núp ở đoạn sát mép này. Sợ mỗi lần nó bò xuống để không do không zoom lại không nhìn kỹ lắm đấy. Sổi nát toát người. À, chết rồi, chế thì nó ở bên kia rồi. Thế thì nó đây rồi. Gậy lọt khe. Trời ơi, lọt khe rồi. À đủ, nó bay. Nó bò lên quả đấy thì thôi cháu chịu. Trời ơi, bố làm quả bò lên tận đấy nữa thì chịu. Mẹ, náo để quên cốp xe rồi. Tưởng bạn buông xuôi nhưng mà hóa ra bạn thì không buông anh em ơi. Bạn vẫn tự tin với cuộc sống. Cậu không chết luôn chứ. Bạn ấy không từ bỏ, quyết tâm. Đây, mình sẽ củng cố, ủng hộ tinh thần bạn. Ui trời ơi, này phát 5k máu. Hay phết nhỉ, có cái chỗ bò đấy hay phết anh em ạ. Anh em cũng nên tận dụng khi nào chơi mèo ấy. Các bạn bò một chỗ đấy hay phết. Mình thấy cũng hợp lý đấy. Bay đến tít sát mép tường kìa. Mình không để ý đâu, nhiều đứa cứ tưởng bạn bò nút núp ở mấy cái mép ở ngay cạnh thôi. Chứ không để ý là nó sẽ bò đến tận góc kia lắm. Cũng khá là hay. Được, mình sẽ đánh dấu lãnh thổ là nó có một chỗ bò khá là an toàn ở kia. Mình cứ nghĩ là nó bò như kiểu núp chéo chéo ấy. Núp ở mấy cái mép chéo. Ai dè, não lại bị để quên trong cốp xe. Cái kia của mình bị ao à? Ôi trời ơi, sao lại đã rồi đấy? Đang phê mà, chưa kịp đã, chưa đã. Rồi, mời vào. Lag lắm, mình không hiểu tại sao hiện tại hiện tượng rất là lag. À, dạng này, à đúng rồi. Dạo này World Cup, đúng rồi, World Cup nhiều, mạng nó bị chia nhiều quá. Thảo nào bảo sao lại không lag chứ. Chắc là khéo phải khi nào quay video này phải đăng ký 4G quay thôi. Chấp nhận hy sinh thôi. Chứ wifi bây giờ lag quá anh em ạ. Rồi, thấy hàng rồi. Huy hoàng à, thấy hàng rồi. Xem gì đấy. Nếu mà tính ra cái con bet này nó cũng đâu kém chút tước đâu các bạn nhỉ. Kỹ năng bi động của nó là tăng 12% sát thương đúng không?
thì kết hợp khi kích hoạt cái này nữa thì sẽ nó được thêm 10% là 22%, 22% sát thương thì đâu kém cạnh gì chú tước. Mình xài luôn này, mình rồi luôn anh em ơi, thấy nhá, thử xem ném mèo. Đâu có kém cạnh gì chú tước đâu. Rủ quả đen em giữ người chúng rồi. Xịt sát mé chứ, thế mới đau. Bởi vì chú tước thì nó tăng là 20% công và 20% chí mạng. Thì tính ra kia nó hơn ở chú tước ấy. Nhưng mà bù lại là không có khả năng hồi sinh cũng như là chí mạng giống như chú tước thôi. Ui dồi kìa. Giờ mình đang nhận giảm thương nhá. Pháo mà có choang mình thì cũng khoan thua lắm. Anh em nhìn thấy vạch wifi không? Đỏ lòm kìa, nghe lác lắm. Đấy lại xem màu vàng rồi. Vừa đỏ lại vừa vàng, vừa đỏ lại vàng, đỏ tôi lại vàng đây này. Lại đỏ chót kìa. Anh em xem thì cảm giác mượt thôi. Mình cảm nhận đang cảm giác rất là lác luôn. Cứng máy rồi. À, chơi quả bật cả ấy luôn, giáp luôn. Pháo bây giờ cũng bâu khá là phê các bạn nhé. Pháo bây giờ bâu tự động dẫn dắt rồi, tự hút. Nick kia đang điều khiển bằng một tay anh em ạ. Một tay cầm điện thoại, một tay di, không co được màn hình. Tức là bay lên ném cho nó dễ. Thôi bấm cái máu kìa, mãi nó mới lên. Tiêu chắc sẽ bâu chay thôi. Bâu chay biết đâu hên ra được liên kích. Ra liên kích thì phá luôn hết khiêng luôn. Rồi không liên kích rồi. Quát nhọn cho đội sóc lọ. Đây này. Cho thêm phát nữa này, phát này là hết khiêng này. Chiu. Vạch cái sai em vẫn nhìn thấy không? Đỏ lòm. Rồi ok. Giờ này sẽ là one slot, one hit. Ta sẽ đập người như đập ruồi. Ôi trời ơi, 10k máu, đam phê thật, vừa đam vừa giảm công, vừa tăng thủ các kiểu. Phê đấy. Lượng đam thì ra còn hơn chút tước mà, chút tước cái kích hoạt của nó có 10% thôi. Nhờ 20% thôi, 20%. Cái này khi các bạn kích hoạt cái là các bạn đạt được 20, ngay tuần đầu là các bạn được 21, 22, 22% rồi. Hơn vượt trội luôn so với chút tước đấy, khá là ngon. Đánh giá chung về con bet này của mình là mình nghĩ là các bạn nên đầu tư nhá. Một con bet khá là ổn tại meta hiện tại, chơi hợp lý luôn. Và cái mình thấy nhiều người quay nó khá là dễ, nên chắc em bet này cũng sẽ dễ quay thôi. Thì anh em có thể đầu tư. Ok, nói chung là thì đánh giá của các bạn về con bet này nó như thế nào thì các bạn có thể comment phía dưới video nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.